Nước tăng lực Number One Chain bùng nổ vì chain nạp nhanh năng lượng, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hoặc hồng ý lớn hiếp nhỏ, hại người hại mình. Ta không còn đọc được nữa rồi, cứ đọc đi. Trong một diễn biến khác, một nguồn tin đáng tin cậy truyền ra từ tổng cung của hoàng hậu. Một tiểu thái giám đã tận mắt nhìn thấy chính tay hoàng hậu bỏ vào giày quý phi một loại phấn độc, khiến quý phi ngứa ngáy điên hồi, chân đứng không vững té lộn cổ xuống hồ. Làm gì có tình chị em trong khu khâm cung? Trốn khâm cung, trốn khâm cung, trốn khâm cung. Lời nói đầu môi em mà chốt lưỡi đầu môi, phải xa đánh thôi sao em gian dối người ơi. Vì sao tình tôi chân thành bên em đã lâu, vì sao em tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hơn ghen, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu chị em. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe lòng em lao sao trên miên. Ngày hôm nay em đã tin lòng. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hờn ghen, phải đâu để quên bao nhiêu yêu thương. Lòng ta lo sao chuyện biết, ngày hôm nay ta đã tin lòng. Đã không thương thì thôi, ta cần chi gian dối, thêm bao trái ngang cuộc đời, gần cười đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu, báo cho em đi ơi, báo cho em đi anh ơi, báo cho em đi à. Ngày hôm nay ta phải gặp nhau. Hậu đã quên lộn, ai dám ra ngăn cản chị? Hoàng thượng giá lâm. Đêm 2 của Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội, các nhóm cùng lỗ. Ai lỗ hơn ai? Nhóm nào đạt danh hiệu lỗ nhất? Với các tiết mục bùng nổ nhất, cùng sự xuất hiện của quán quân Cười Xuyên Việt mùa đầu tiên Dương Lâm, đón theo dõi lúc 21 giờ thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2016, duy nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 lúc 11 giờ 45 phút ngày 25 tháng 3 năm 2016. Đừng bỏ lỡ nha.